Graphic mùa 2, game show đang gây sốt với 8 cái tên có mặt ở chung kết. Họ sẽ là những người đại diện cho hàng ngàn bạn trẻ Việt Nam có đam mê hip hop và rap tại Việt Nam. Tuy nhiên, đối với thể loại nhạc lâu đời như rap, sức hút của nó đã lan tỏa đi khắp nơi trên thế giới, chứ không riêng gì mảnh đất hình chữ S. Dù cho bạn là ai, làm ngành nghề gì, giới tính nào, thì cũng hãy thử một lần trải nghiệm thưởng thức nhạc rap. Giới cầu thủ cũng vậy, bên cạnh niềm đam mê dành cho trái bóng, nhiều ngôi sao đã dành tình cảm rất lớn cho rap. Và không chỉ nghe, họ còn cover, thậm chí là tự sáng tác rồi biểu diễn, trở thành những rapper thời vụ của làng bóng đá. Vậy thì hôm nay, hãy cùng cảm show để với những rapper này. Yeah yeah! Clint Dempsey. Với các fan lâu năm của Premier League sẽ không còn lạ gì cầu thủ người Mỹ. Clint Dempsey từng có quãng thời gian thi đấu ấn tượng trong áo của Fulham và Tottenham. Bên cạnh sự nghiệp cầu thủ bóng đá, Clint Dempsey cũng rất đam mê nhạc rap. Rap name của anh là Deuce, một thuật ngữ trong tennis, chỉ tỷ số xét đấu cân bằng 40 đều. Clint Dempsey chia sẻ rằng anh tìm đến rap để khỏa lấp khoảng trống trong tâm hồn, cũng như thể hiện những cảm xúc tiêu cực của mình thông qua lyrics. Rap trở thành phương pháp trị liệu cho tâm hồn của tiền vệ người Mỹ khi một trong những người mà anh yêu thương nhất đã ra đi khi anh còn trẻ. Mặc dù được các fan nhận xét đầy yêu thương rằng chỉ nên tập trung vào bóng đá thôi vì trình độ rap của Dempsey khiến mọi người cười trừ, nhưng điều đó không ngăn cản được đam mê của anh. Clint Dempsey từng hợp tác với XO và Big Hawk, một rapper này đã qua đời, để cho ra mắt MV Don't Treat khá bắt tai. Video thậm chí còn xuất hiện trong những quảng cáo của Nike trước thềm World Cup 2006. Asamoah Gyan. Tiền đạo nổi tiếng của đội tuyển Ghana có lẽ được nhiều fan bóng đá biết tới nhất khi anh đã hỏng qua phạt đền ở trận tứ kết World Cup 2010 gặp Uruguay. Thời đỉnh cao phong độ, Asamoah Gyan được cả Man United, Arsenal và AC Milan liên hệ, nhưng sau cùng anh chỉ kinh qua những câu lạc bộ tầm trung như Udinese, Sunderland hay Gran. Bên cạnh đó, tiền đạo người Ghana cũng rất nghiêm túc với sự nghiệp sáng tác rap của mình. Anh được giới underground biết đến về rap nào, Baby Jet. Hành trình âm nhạc của Asamoah Gyan bắt đầu từ năm 2012 khi anh hợp tác cùng hai rapper nổi tiếng đồng hương là Castro và Kofi Kinata để phát hành đĩa Africa Girls vô cùng nổi tiếng. Tuy nhiên, cũng giống như sự nghiệp quần đùi áo số, những màn bay flow bắn chữ của Asamoah Gyan đến nay vẫn chưa nhận được nhiều sự chú ý. Anh vẫn đang chờ thời ở tuổi 36 và liên tục đăng tải những video clip rap cover của mình lên Twitter. Andy Cole. Đây có lẽ là cái tên không cần giới thiệu quá nhiều khi mà ông là huyền thoại của Manchester United. Chỉ thi đấu cho Man United có 6 năm, nhưng Andy Cole đã có 93 bàn sau 195 trận đấu, cùng với Dwight York trở thành cặp song sát đáng sợ nhất châu Âu. Ngoài ra, Andy Cole còn là một fan cuồng của nhạc rap. Đẳng cấp của huyền thoại người Anh trên sân là không phải bàn cãi, tuy nhiên trên sân khấu lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Mặc cho sự ngăn cản từ bạn bè người thân sau khi nghe những bản demo, Andy Cole vẫn quyết định theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của mình. Ông đã hợp tác cùng DJ Pied Piper để ra mắt ca khúc Outstanding vào năm 1999. Kể cả những người mến mộ Andy Cole trên sân sau khi thưởng thức tác phẩm cũng đã chân thành khuyên ông chỉ nên tập trung cho bóng đá thôi. Có lẽ bao nhiêu tài năng tinh túy của Andy Cole đã được dồn hết cho bóng đá nên trình độ rap, bán flow của ông không thể nào outstanding như tên của bài hát được, thậm chí còn bị giới chuyên môn âm nhạc phê bình và chê tơi tả. John Barnes. Đã nhắc đến Manchester United thì không thể nào bỏ qua đại kinh địch của họ Liverpool. Đội bóng thành phố cảng cũng có cho mình một huyền thoại thích chơi rap, và riêng khoảng này thì ông An Đức, người đồng nghiệp thi đấu cho Man United. Người chúng ta đã nhắc đến là John Barnes, huyền thoại người Anh gốc Jamaica, đã có 10 năm khoác áo Liverpool, chơi 314 trận đấu, ghi 84 bàn thắng. Bên cạnh đẳng cấp chơi bóng, John Barnes cũng được biết đến như một rapper không hề tồi. Ông thậm chí còn tự sáng tác rất nhiều ca khúc, trong đó được cho là có cả bài hát Anfield Rap với lyrics chọc ngoáy đối thủ của The Cop như sau: Liverpool FC is hard as hell, United Tottenham Arsenal. Bài hát được ra mắt trước thềm chung kết FA Cup năm 88. Hơn thế nữa, John Barnes còn góp giọng trong ca khúc nổi tiếng World in Motion, được sáng tác để phục vụ cho World Cup 1990 của đội tuyển Anh. Bài hát này sau đó còn leo lên được vị trí top 1 UK Single Chart. Royston Drenthe. Từng là một trong những ngôi sao trẻ sáng giá của bóng đá thế giới, được người hâm mộ so sánh với Clarence Seedorf vì có ngoại hình tương tự và cùng mang quốc tịch Hà Lan. Tuy nhiên, sự nghiệp của Drenthe chưa bao giờ phát triển đúng như kỳ vọng. Sau khi rời Real Madrid vào năm 2012, anh lang bạc qua nhiều câu lạc bộ hạng dưới. Nhiều người cho rằng nguyên nhân của sự sa sút này là vì Royston Drenthe quá tập trung vào đam mê nhạc rap. Rap name của hậu vệ người Hà Lan là Royal Two Faces. Từ khi còn trẻ, Drenthe đã cho ra mắt nhiều ca khúc, trong đó nổi bật có Unique, Paranoia.
Năm 2017, cầu thủ này còn gây xôn xao khi tuyên bố giã nghề để chuyển hướng sang nghiệp cầm mai, chính thức dấn thân vào con đường âm nhạc. Tuy nhiên, đây là nước đi sai lầm, khi thỏa sức đam mê đã khiến anh chìm đắm trong nợ nần. Hiện tại đã gần 35, anh vẫn đang loay hoay tìm định hướng nghệ thuật cho bản thân, cũng như tìm cách trả nợ. Memphis Depay. Có vẻ như rap đã thấm nhuần vào DNA của những cầu thủ da màu Hà Lan. Memphis Depay thành công trên cả hai con đường là cầu thủ và rapper. Không cần giới thiệu quá nhiều về nghiệp của đội áo số của Memphis khi anh từng kinh qua nhiều đội bóng danh tiếng như PSV, Man United, Lyon. Và hiện tại, mặc cho những mâu thuẫn với huấn luyện viên Xavi, Memphis vẫn có những đóng góp đáng kể cho Barcelona. Memphis cũng là chủ công của đội tuyển Hà Lan và sẽ là nhân tố không thể thiếu của câu lạc bộ da cam trên chiến ngầu World Cup 2022. Mỗi khi rời xa sân cỏ, tiền đạo người Hà Lan hoàn toàn có thể sống khỏe với sự nghiệp âm nhạc có thể nói là thành công nhất trong giới cầu thủ hiện nay. Fullback, Dancing, Heavy Stepper và đặc biệt là No Love, những ca khúc của Memphis được rất nhiều người yêu mến. Có những MV lên đến hàng chục triệu view trên YouTube và còn phát hành trên Spotify lẫn Apple Music. Có lẽ làng rap thế giới đã phải cảm thấy tiếc nuối khi mất một tài năng lớn như Memphis Depay cho bóng đá. Neymar. Nhìn phong cách ăn mặc bóng bẩy cùng những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng của tiền đạo người Brazil, người hâm mộ không bất ngờ khi Neymar cũng góp mặt trong danh sách này. Trên thực tế, ngoài công việc chính là bóng đá, Neymar còn rất tích cực lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác nhau. Anh từng tham gia với những vai cameo trong những bộ phim điện ảnh nổi tiếng và thậm chí cũng đã từng có ý định nối nghiệp Châu Tinh Trì đi làm thần bài khi thử sức với môn poker. Còn đối với nhạc rap, cũng như đa số cầu thủ trong nhà sách, Neymar dù rất chịu chơi, chịu chi, cũng ra dáng một nghệ sĩ hip hop đích thực khi cần. Thế nhưng trình độ rap của anh cũng chỉ dừng lại ở mức giao lưu văn hóa và nghệ, tiệc tùng xã giao. Có mối quan hệ tốt với nhiều rapper nổi tiếng, được chào mời hỗ trợ nhiệt tình. Nhưng Neymar có lẽ cũng biết rõ năng lực của bản thân mỗi khi on the mic đến đâu. Có thể thấy rằng, giới cầu thủ cũng không thiếu những người có đam mê mãnh liệt với nhạc rap và tham gia song song hoạt động cả sân cỏ lẫn sân khấu. Tuy nhiên, công việc chính của họ vẫn là chơi bóng. Nên mong rằng, những cầu thủ tìm được điểm cân bằng hợp lý giữa hai niềm đam mê, vừa thỏa mãn chất hip hop lại vừa thể hiện tốt trên sân. Và biết đâu chừng trong tương lai, chúng ta sẽ được chứng kiến những cầu thủ này trong vai trò là rapper, biểu diễn những ca khúc cực kỳ sôi động tại những sự kiện bóng đá hàng đầu như Euro hay World Cup.